Nghệ An bắt hai đối tượng vận chuyển cá thể hổ còn sống. Trường đại học thì sao? Bạn làm gì khi trường đại học? Điều đại học có phải là con đường duy nhất dành cho các bạn trẻ không? Đồng Tháp, lão nông tiên phong với cây sầu riêng ở huyện Châu Thành. Những vụ việc giải cứu chó bị nạn đầy kịch tính. Kính chào quý vị khán giả. Đó là những câu chuyện nổi bật sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh đó còn có những thông tin nóng, những sự việc đáng quan tâm về mọi mặt của đời sống dân sinh cũng được chúng tôi chia sẻ trong chương trình. Vâng ạ, chúng tôi là Khánh Hà và Hoàng Trí. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Ngay bây giờ xin mời quý vị bắt đầu đi vào nội dung chi tiết với cụm tin nóng phản ánh những sự việc xảy ra trong 24 giờ qua. Ngày 9 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển trái phép một cá thể hổ còn sống. Trước đó, khi hai đối tượng Nguyễn Trí Ngọc, 50 tuổi và Ngô Sĩ Thành, 47 tuổi, đang trên đường vận chuyển một cá thể hổ còn sống, thì bị Cơ quan Công an phát hiện bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép động vật nguy cấp quý hiếm. Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm một cá thể hổ nặng 235 kg, một xe ô tô, hai điện thoại di động. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận về hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hiện công an huyện Quỳnh Lưu đang tạm giữ hình sự các đối tượng và hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định. Liên quan đến vụ cướp tài sản manh động xảy ra tại Cà Mau, công an huyện Phú Tân đang tạm giữ nhóm đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc. Trước đó, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Hiệp và bà Phạm Thị Lan bị nhóm cướp manh động khống chế cướp tài sản. Nhận thấy bị hại không còn sức phản kháng, nhóm này cướp đi số tiền trên 20 triệu đồng, 5 chỉ vàng 24K, một vòng cẩm thạch, một điện thoại. Đây là số tài sản mà vợ chồng ông Hiệp dành dụm trong nhiều năm qua. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai tên Trần Tuyết Phương, sinh năm 1981, Trần Chí Toàn, sinh năm 1994, Trần Tuyết Ngoan, sinh năm 1987, Huỳnh Chí Hiền, sinh năm 1990 và Huỳnh Văn Xanh cùng ngụ tỉnh Cà Mau. Trong đó, Toàn từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Cả 5 đối tượng là người trong một gia đình. Theo lời khai ban đầu, biết được bị hại có tài sản nên hai vợ chồng Phương Hiền đã rủ các đối tượng còn lại bàn bạc, phân công nhiệm vụ, trong đó chuẩn bị cả bình xịt hơi cay để đi cướp tài sản của nhà ông Hiệp. Hiền và Phương có mối quan hệ quen biết với bị hại và đã từng được bị hại cho mượn tiền những lúc khó khăn, túng thiếu. Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phát hiện triệt xóa thành công hai tụ điểm tổ chức đánh bạc quy mô lớn có nhiều người nước ngoài tham gia. Trong đó, các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính hai căn nhà số 16 và căn nhà C119 cùng ở trên đường D20, khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương, phát hiện bắt quả tang nhiều đối tượng đang tham gia đánh bạc. Lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ 18 đối tượng, trong đó có 12 con bạc, đều là người nước ngoài, 6 đối tượng với vai trò tổ chức. Tổng số tiền thu giữ tại hai sòng bạc là hơn 382 triệu đồng, 700 đô la Mỹ và 27.000 đài tệ, cùng nhiều tang vật có liên quan. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương, đây là ổ nhóm tổ chức đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp, hoạt động tinh vi, núp bóng dưới nhiều hình thức, có sự phân công vai trò nhiệm vụ cho từng đối tượng, liên tục thay đổi thời gian và địa điểm hoạt động. Đối tượng tham gia đánh bạc chủ yếu là người nước ngoài, hiện đang sinh sống làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Thông tin đáng quan tâm khác xảy ra tại Đà Nẵng. Đêm ngày 8 tháng 7, khi phần trình diễn chung kết để hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sắp kết thúc, thì ghi nhận một câu chuyện đáng chú ý diễn ra trên cầu sông Hàn. Cụ thể, lúc 21 giờ 30 phút khi phần trình diễn của đội thi thứ hai, là đội pháo hoa nước Pháp bước vào cao trào sắp kết thúc, thì có một xe cứu thương chạy lên cầu sông Hàn từ phía quận Sơn Trà hướng về quận Hải Châu. Trên xe đang vận chuyển bệnh nhân, lái xe mở còi hú liên tục xin đường. Lúc này trên cầu sông Hàn đang chật ních du khách đứng xem pháo hoa. Khi trông thấy xe cứu thương hú còi, dòng người đông đúc đã nhanh chóng dạt ra hai bên nhường đường. Nhờ vậy, chiếc xe cứu thương chở bệnh nhân đã di chuyển nhanh chóng hướng về bệnh viện, không làm chậm trễ thời gian cứu người. Chứng kiến khoảnh khắc trên, nhiều người bày tỏ ấn tượng và khen ngợi trước sự phối hợp của du khách, đặc biệt dành lời khen cho nhóm thanh niên chạy trước xe cứu thương mở đường. Thưa quý vị, kỳ thi quan trọng nhất sau chặng đường 12 năm đèn sách đã kết thúc. Thời gian này thí sinh nên thả lỏng tinh thần, không quá đặt nặng về vấn đề điểm số, bởi đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công.
các em hoàn toàn có thể tìm được những hướng đi mới phù hợp với năng lực của bản thân. Dạ vâng ạ, vụ mất tấm vé vào đại học không có nghĩa là cánh cửa sẽ đóng, bởi còn rất nhiều con đường rộng mở để đi đến thành công đang chờ thí sinh ở phía trước. Hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Thời điểm này, nhiều bạn thí sinh đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng nhiều bạn mang nỗi lo về chặng đường sắp tới. Mỗi người một cảm xúc và có một dự định cho riêng mình. Em đang băn khoăn giữa việc đi học nghề ạ. Em thích về mấy ngành spa làm đẹp ạ. Em suy nghĩ là chắc là do kiểu mình không học được tốt cho nên là em sẽ quyết định chọn mấy cái ngành nào mà em cảm thấy phù hợp với bản thân. Khi thấy vừa rồi thì em năm bài khá là tự tin và đã cố gắng sức mình rồi, nên là dù kết quả như thế nào nữa thì em cũng sẽ hài lòng với kết quả điểm thi và sự cố gắng của mình bỏ ra trong 12 năm học vừa qua. Phía sau thí sinh luôn có sự hiện diện của gia đình, và ở đó cha mẹ luôn là nguồn động viên tinh thần cho các con. Sự đồng hành, sẻ chia và cổ vũ chính là nguồn năng lượng tích cực giúp sĩ tử vượt vũ môn. Trong quá trình con học tập thì cũng chăm sóc, tạo mọi điều kiện để cho con được học tập tốt, đưa đón các con, rồi là cũng chăm sóc ăn uống để cho các con hoàn thành tốt kỳ thi của trung học phổ thông năm nay. Dù là có đạt được các cái trường như mong muốn hay không thì đó cũng là cái sự nỗ lực hết mình của các bạn. Thì mong cho các bạn đạt được nguyện vọng tốt nhất và chọn đúng được cái định hướng, được những cái ngành học tốt nhất để phù hợp nhất với bản thân. Theo các chuyên gia tuyển sinh, thí sinh không nên đặt nặng kết quả thi cử vì đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Các em có thể tìm những hướng đi mới phù hợp với năng lực của chính mình. Theo thầy, với những em có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông chưa được như kỳ vọng thì cũng không nên quá bi quan. Các em còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Đỗ đại học cũng chỉ là một trong những con đường đi đến thành công. Các em còn nhiều lựa chọn khác như học nghề, khởi nghiệp, hoặc là chuẩn bị tốt kiến thức cho cái kỳ thi năm tới. Kỳ thi quan trọng nhất sau chặng đường 12 năm đèn sách đã kết thúc. Thời gian này sĩ tử nên thả lỏng tinh thần và chuẩn bị tốt nhất cho những hành trình tiếp theo của cuộc đời. Đưa ra một cái nhìn khác, cô Trần Thùy Liên, giáo viên một trường trung học phổ thông tại Hà Nội chia sẻ, nếu cảm thấy con đường học hành không phù hợp với bản thân thì còn một ngôi trường khác đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người, đó là trường đời. Theo cô Liên thì mỗi người chúng ta đều có một kiểu học phù hợp. Bạn có thể là một người chăm chỉ nghe thầy cô giảng và trở thành người học giỏi nhất. Bạn cũng có thể là một người học không tốt bởi bạn không có khả năng tập trung, nhưng bạn có thể học rất nhanh từ ngoài đời. Dĩ nhiên là tất cả đều là học. Ra đời hãy đi làm, lăn xả gấp đôi, gấp ba lần để có được cho mình những đồng lương và bài học quý giá. Vâng, trượt đại học thì chắc là không ai vui rồi. Tuy nhiên, không nên vì sĩ diện, vì nỗi sợ bạn bè, người thân dè biểu mà tự giam mình. Cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Và đại học không chỉ là cánh cửa duy nhất. Do đó, các bạn hãy tin tưởng vào bản thân của mình. Hà quyết tâm theo đuổi đam mê để bỏ lại tất cả những gian nan khó khăn ấy sau lưng. Qua những trải nghiệm của cuộc đời cho chính mình, thành công sẽ mỉm cười với ai biết học hỏi, chăm chỉ và biết nắm bắt cơ hội. Có thể thành công tới muộn hơn, nhưng chắc chắn sẽ ngọt ngào gặp đôi. Đến đây thì nội dung này xin được khép lại. Tiếp tục chuyển động với chương trình ngày hôm nay là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, Mường Nhà là một trong những xã vùng biên khó khăn của tỉnh Điện Biên. Phần lớn người dân ở đây là đồng bào dân tộc Thái và Hơ Mông. Đời sống chủ yếu phụ thuộc vào lúa nương, cây ngô, cây sắn. Khoảng 7 năm trước, sau khi thí điểm thành công mô hình trồng cây dứa mật mang lại lợi ích kinh tế cao, chính quyền địa phương đã tích cực vận động để người dân Mường Nhà chuyển đổi cây trồng. Giờ đây, cây dứa mật đã trở thành cây trồng chủ lực giúp cho đồng bào vùng biên xóa đói giảm nghèo. Đã vào mùa thu hoạch dứa, hơn một tuần nay, sáng nào anh Vàng A Sống cũng lên đường thu hoạch dứa mang về bán cho thương lái. Từng là hộ nghèo, cuộc sống phụ thuộc vào cây lúa nương. Năm 2016, anh Vàng A Sống đã chuyển sang trồng dứa mật. Sau gần 7 năm, cây dứa mật đã đưa gia đình anh thoát nghèo. Chúng tôi cũng thấy dứa đây, làm cũng phát triển kinh tế nên chúng tôi để phá cây lúa đi để trồng dứa. Bây giờ thì trồng dứa từ năm 2016 về đây thì cũng gần phát triển kinh tế nên bây giờ cũng giảm đói nghèo rồi.
Dứa mừng nhà được trồng trên các sườn đồi với các đặc điểm, mép lá không có gai, trái to hơn, trung bình mỗi trái nặng từ 2 đến 3 kg, thời gian thu hoạch là từ cuối tháng 6 đến hết tháng 8 mỗi năm. Mỗi cây dứa cho thu hoạch ổn định từ năm thứ 3 đến năm thứ 7. Chuyển đổi mục đích cơ cấu cây trồng từ trồng lúa với rắn, sắn là chuyển sang là trồng dứa. Hiện nay là bà con cũng đang thu nhập bình quân cũng là rất là cao. Hiện nay mang thu nhập cho bà con ấy, tạo điều kiện cho bà con thu nhập cao để nuôi con ăn học cũng như là sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Hiện nay, giống dứa mật đã được xác định là cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế ở vùng đất dốc, thay thế cho những cây trồng kém hiệu quả, nhằm giúp cho người dân Mường Nhà nâng cao thu nhập. Theo định hướng của chính quyền xã, trong năm 2023, xã sẽ mở rộng diện tích thêm 20 hectare đất trồng dứa, đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật theo hướng hữu cơ, phát triển sản phẩm dứa Mường Nhà thành sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương. Thưa quý vị, cây sầu riêng bắt đầu bén rễ tại vùng đất Đồng Tháp vào khoảng 15 năm về trước. Và ông Lê Thanh Điền ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành là một trong số những nông dân mạnh dạn mang sầu riêng về để chuyển đổi giống cây trồng. Chưa dừng lại ở đó, ông Điền cũng là người đi tiên phong trong áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, ưu tiên hướng sản xuất hữu cơ và mạnh dạn xây dựng mã số vùng trồng để từng bước nâng cao chất lượng trái sầu riêng. Bước đi của ông Điền đã chứng minh được hiệu quả và lan tỏa đến nhiều nông dân trồng sầu riêng khác trên địa bàn. Hơn 15 năm trước, cũng như nhiều nông dân khác tại huyện Châu Thành, ông Lê Thanh Điền chuyên canh giống nhãn da bò. Khi giống cây này đối mặt với dịch bệnh, ông chuyển sang trồng cam sành. Không được bao lâu thì vườn cam của ông lại đối mặt với tình trạng được mùa mất giá. Qua tìm hiểu các vùng trồng cây ăn trái ở Bến Tre, Tiền Giang và thấy được hiệu quả kinh tế của cây sầu riêng, ông Điền đã mạnh dạn đem giống về trồng trên diện tích 1,1 hectare đất của gia đình. Xuất phát điểm từ đầu thì một số bà con nông dân cũng đang khó khăn lay quay trong việc tìm kiếm những loại cây trồng mà nó có cái diện tích cao. Thì anh Điền là giám đốc hợp tác xã, là một người tiên phong đi học hỏi từ Tiền Giang nhiều nơi để về để thí điểm, sau đó chia sẻ kinh nghiệm cho bà con. Đến nay có thể nói là sầu riêng của Châu Thành phát triển lên khoảng gần 1.000 hecta. Mình chia sẻ để làm gì? Nhiều người trồng đạt thì cái số lượng nó mới nhiều, thì mình mới có cái liên kết, nó mới được, nó mới đảm bảo. Chứ một mình một chợ thì nó cũng gặp cái khó là ở cái chỗ khâu tiêu thụ, mình chỉ bán lẻ thôi chứ không có mà bán liên kết được. Thì ra mình phải vận động anh em để làm một cái vùng nguyên liệu cho nó nhiều lên, rồi nó đảm bảo lên thì cái đầu ra của mình nó mới ổn được. Cùng với lý do đó, tổ hợp tác sầu riêng Phú Hữu được ra đời với 10 thành viên do ông Điền làm đầu tàu. Tuy nhiên, việc sản xuất của đơn vị khá manh mún, sản phẩm chỉ bán theo kiểu cầm chừng. Trước những khó khăn chung đó, để có tính pháp nhân liên kết với doanh nghiệp, ông đã mạnh dạn đề xuất thành lập hợp tác xã sầu riêng Phú Hữu. Trong vai trò mới là giám đốc hợp tác xã, ông Điền đã đi nhiều nơi để tìm hiểu kinh nghiệm, chủ động tìm đầu ra cho trái sầu riêng thông qua sự kết nối với các doanh nghiệp. Muốn sản xuất bền vững phải lựa chọn canh tác sầu riêng theo hướng hữu cơ để tạo được sức cạnh tranh tiêu thụ trên thị trường, sầu riêng phải xây dựng được mã số vùng trồng. Hơn ai hết, ông Điền là người hiểu rõ điều đó và ông Điền lại là người tiên phong xây dựng mã số vùng trồng trên diện tích sầu riêng của mình. Từ đó, phong trào xây dựng phân bón hữu cơ, trồng sầu riêng theo hướng an toàn, việt gáp được lan tỏa trong các thành viên hợp tác xã. Đến nay, hợp tác xã sầu riêng Phú Hữu đã có gần 30 hectare được chứng nhận việt gáp và hơn 50 hectare được cấp mã số vùng trồng. Mạnh dạn đem sầu riêng về để chuyển đổi giống cây trồng, tiên phong khi lựa chọn hướng canh tác theo hướng sạch cho cây sầu riêng. Với những nông dân làm đầu tàu như ông Lê Thanh Điền, hy vọng rằng sầu riêng tại huyện Châu Thành nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung sẽ nâng cao được giá trị một cách bền vững nhất trong thời gian tới. Phần tin quốc tế sẽ gửi đến quý vị những vụ việc giải cứu chó gây chú ý cộng đồng trên thế giới những ngày vừa qua. Đầu tiên là vụ việc xảy ra tại Peru. Theo đó, thì anh Sebastian Arias, quốc tịch Colombia, đang được ca ngợi như một người anh hùng khi đã cứu hàng chục chú chó khỏi một tòa nhà bốc cháy ở thủ đô Lima. Đoạn video đầy kịch tính cho thấy Sebastian
Arias đã trèo lên gờ cửa sổ và tiến lên mái nhà để tóm lấy chú chó con cuối cùng bị mắc kẹt trên đó, trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người. Các báo cáo địa phương nói rằng Sebastian Arias đã cứu 25 con chó khỏi cái chết rực lửa. Arias đã không gặp gia đình của mình trong nhiều tháng sau khi rời bỏ ngôi nhà của mình ở Colombia và từng nghĩ đến việc vượt biên sang Chile. Nhưng bây giờ anh muốn ở lại Peru và hy vọng rằng ai đó có trái tim nhân hậu sẽ cho mình việc làm. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ vừa công bố đoạn video quay cảnh trực thăng giải cứu chú chó chăn cừu Đức bị thương sau khi rơi xuống vách đá bên bờ biển bang Oregon. Chú chó này đã bị rơi xuống vách đá ở phía bắc bãi biển Cannon, tại khu vực hẻo lánh chỉ có thể đến được bằng cách leo xuống từ một con đường mòn đi bộ đường dài. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã điều trực thăng MH-60JH tới hiện trường. Video cho thấy nhân viên cứu hộ được thả xuống một vùng nước ngoài khơi, sau đó di chuyển dần lên bờ biển dọc đến nơi chú chó gặp nạn. Sau khi được giải cứu, chú chó đoàn tụ với chủ của nó tại một bãi đậu xe. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, hai xe container đối đầu bốc cháy nguồn ngụt giữa ngã tư. Chuyên mục chuyện ngày mới, Ninh Bình làm sống lại ghê gớm cổ truyền. Chuyên mục cà phê không đường hôm nay tiếp tục đề cập về cán bộ làm công tác dân số. Thưa quý vị, câu chuyện thiếu nhân lực cho y tế cơ sở trên cả nước đã dẫn đến chuyện bi hài cán bộ dân số phải làm việc như cán bộ y tế cơ sở. Nghịch lý này sẽ còn tồn tại, sẽ gây nên những câu chuyện đau lòng khác nếu không có phương án giải quyết trước khi nghị quyết 27 về cải cách tiền lương theo vị trí việc làm đi vào cuộc sống. Câu chuyện được phản ánh trong phóng sự sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Những ngày sau khi nghị định 05 ban hành, không ngày nào bác sĩ Nguyễn Thị Huyền, trạm trưởng trạm y tế xã Mỹ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, không khỏi ấy đấy khi đồng nghiệp của mình là cán bộ dân số làm việc như cán bộ y tế. Nhưng mức phụ cấp lại không thể hiện sự công bằng. Giống như các cán bộ dân số, chính những người trạm trưởng cũng mong muốn đồng nghiệp của mình được hưởng phụ cấp để không còn lạc lõng trong chính ngôi nhà y tế. Làm việc như nhau mà lại đi làm hàng ngày các thứ công việc là đều ở trạm này là làm chung nhau hết. Thì cho nên là sau khi mà cái nghị định đấy ra thì tôi cũng thấy là rất là bất công cho cán bộ dân số đấy. Thì cũng mong làm sao cho nhà nước có cái chính sách sửa đổi thế nào để cho cán bộ dân số được cùng với cán bộ y tế cơ sở đi thì được hưởng như nhau như thế, từ cái phụ cấp mới lại từ cái tiền chống dịch đấy. Bên cạnh mong muốn cán bộ dân số được hưởng phụ cấp, có ý kiến cho rằng cán bộ dân số cần được công nhận là cán bộ y tế bởi họ đều là những người có chuyên môn về y tế, không được làm đúng chuyên môn của mình cũng là một sự lãng phí về nhân lực. Tuyển công chức viên chức ở cơ sở này phân biệt giữa cán bộ dân số là công chức dân số và viên chức y tế, viên chức dân số và viên chức y tế, hai cái này thực sự anh nghĩ rằng cần sửa. Nếu mà họ không sửa thì họ phải có một cái cơ chế làm việc, phải có một cái công văn rõ ràng. Cô này ngày trước là cũng có chứng chỉ hành nghề như một cán bộ y tế đàng hoàng, bởi vì cô học qua y tế, cô có một cái chứng chỉ hành nghề rất rất đầy đủ. Nhưng sau này cô thi cái làm viên chức dân số thì cô thu hồi cái chứng chỉ đó lại, thì cô mới trở thành là viên chức dân số. Chính vì thế cho nên là cái hướng dẫn cái chi trả cái phòng chống dịch ấy, thì không nói lên cái viên chức dân số, nhưng thực tế như thế nó bất công quá. Các em nó làm không khác gì cán bộ y tế. Đấy, nhưng mà trong quá trình thực tế làm việc ở trạm thì tôi nghĩ là trên cả nước này cũng không có một cán bộ dân số nào làm nguyên dân số đâu. Vì thực tế ở trạm thì họ cũng phải chia sẻ gánh vác cái công việc anh em ở trạm. Đặc biệt là trong cái bối cảnh mà hiện nay là sáp nhập địa giới hành chính thì là cái khối lượng công việc tăng lên thì có thể tận dụng được cái đội ngũ cán bộ dân số. Thế thì ở Hòa Bình thì thường là tuyển là có chuyên môn y tế, y sĩ điều dưỡng. Thường là thế, thì cũng nên là khuyến khích để phát huy và để tận dụng tối đa nguồn nhân lực ở địa phương hiện nay rất là thiếu.
thì cũng phải có cái chế độ chính sách cho họ cho nó phù hợp. Có thể thấy rằng câu chuyện thiếu nhân lực cho y tế cơ sở trên cả nước đã dẫn đến câu chuyện bi hài cán bộ dân số phải làm việc như cán bộ y tế cơ sở, cán bộ y tế dự phòng, nhưng lại không được công nhận, không được hưởng chế độ chính sách phù hợp. Nghịch lý này sẽ còn tồn tại, sẽ gây nên những câu chuyện đau lòng khác nếu không có phương án giải quyết trước nghị quyết 27 về cải cách tiền lương theo vị trí làm việc đi vào cuộc sống. Phần tin nóng trở lại ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Liên quan đến nhóm đối tượng dùng đá ném vỡ kính xe khách do tranh chấp hành khách, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An thông tin đã tìm ra các đối tượng. Qua xác minh, do có mâu thuẫn với một nhà xe về việc tranh chấp khai thác vận tải hành khách, đối tượng LDT sinh năm 1990 cùng một người tên L và một người không xác định được tên tuổi, địa chỉ, đi trên xe ô tô đã chặn xe khách biển số UN1385 để nói chuyện. Khi đi đến khu vực cầu vượt Yên Lý thuộc xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, LDT đã chặn được xe khách, sau đó nhóm người đi cùng với LDT lấy đá để đập và ném lên xe ô tô khách, gây vỡ các tấm kính của xe. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Nghi Sơn đã tiến hành làm việc với các bên liên quan, xác định vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện Diễn Châu. Công an thị xã Nghi Sơn chuyển hồ sơ, tin báo cùng với tang vật liên quan cho Công an huyện Diễn Châu để tiếp tục xác minh làm rõ. Ngày 9 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an quận Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết vừa tiếp nhận và điều tra bộ xe cứu thương đang làm nhiệm vụ đã bị nhiều ô tô khác lưu thông cùng chiều cố tình chạy vào làn dừng khẩn cấp cản đường. Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên xe ô tô cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, ô tô này đang xếp hàng, nối đuôi các xe khác di chuyển rất chậm trên đường cao tốc Vành Đai 3, CT20, đoạn gần nút giao Mễ Trì. Lúc này trên làn dừng khẩn cấp xuất hiện rất nhiều ô tô khác đang bất chấp luật chạy vào để vượt lên. Tình huống chành làn dừng khẩn cấp của các ô tô này khiến một xe cứu thương đi sâu bị kẹp và không thể di chuyển, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc. Sự việc đã được cơ quan chức năng truy tìm thông tin các chủ xe để triệu tập làm rõ sự việc. Ngày 9 tháng 7, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên được phát hiện tử vong trên giải phân cách. Thông tin ban đầu, bảo vệ khu công nghệ cao đi tuần tra trên đường D12, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức thì phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên giải phân cách ngay bên cạnh một cây xanh bị gãy ngang thân. Cách đó khoảng 8 mét là chiếc xe máy bị ngã nằm tựa vào giải phân cách, dép và nón bảo hiểm văng qua làn đường bên kia. Sau đó, nhân viên y tế và xe cứu thương đã tới kiểm tra nhưng nạn nhân đã tử vong. Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Trong người thanh niên có giấy tờ mang tên NTK, 19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp. Người nhà cho biết K là sinh viên. Qua dấu vết ở hiện trường, công an nhận định nạn nhân va vào giải phân cách rồi ngã xe va tiếp vào cây xanh dẫn đến tử vong. Trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác xảy ra tại Phú Thọ khiến một người đàn ông tử vong. Thông tin ban đầu, tại quốc lộ 2 thuộc địa phận khu Ngọc Chúc Bột, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng. Thời điểm trên, anh HNA, sinh năm 1982, điều khiển xe máy di chuyển theo hướng Phú Thọ Tuyên Quang. Khi đến đoạn cổng chợ, anh A điều khiển xe vượt lên và va chạm với xe máy do anh PTH, sinh năm 1994, điều khiển đi cùng chiều. Sau va chạm, anh A ngã vào phần thân của xe đầu kéo đang di chuyển cùng chiều. Hậu quả, anh A tử vong tại chỗ, phương tiện bị hư hỏng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn. Ngày 9 tháng 7, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang lập hồ sơ xác minh vụ việc chiếc xe gắn máy được người dân phát hiện dưới kênh nước trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa A. Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, người dân lưu thông trên cầu Bình Thuận, phường Bình Hưng Hòa A phát hiện một chiếc xe máy nằm dưới kênh nước đen ngòm. Công an sau đó đã phong tỏa khu vực. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Tân được huy động cùng nhiều phương tiện tới đưa chiếc xe gắn máy lên bờ và tìm kiếm người điều khiển. Sau thời gian tìm kiếm không có kết quả, lực lượng chức năng đã đưa chiếc xe rời đi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Ngày 10 tháng 7, Công an thành phố Thuận An và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra nguyên nhân hai xe container va chạm rồi bốc cháy. Thông tin ban đầu, một xe container biển số 70C chạy trên đường DT743 hướng từ vòng xoay An Phú đi ngã tư 550. Khi đến giao lộ đường Nguyễn Du, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An thì xảy ra va chạm với một xe container biển số 51C đang băng qua đường.
Cú va chạm mạnh khiến thùng container của xe 51C lật ngang xuống đường. Hai phương tiện sau đó cùng bốc cháy nguồn ngụt. May mắn các tài xế đã kịp thoát ra trước đó nên không có thương vong về người. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường phun nước dập lửa. Tuy nhiên, hai phần cabin của hai phương tiện đều đã cháy trơ khung. Vụ tai nạn làm lượng xe qua khu vực này bị ùn tắc do hai phương tiện nằm chắn giữa ngã tư. Thưa quý vị, các nghiên cứu khảo cổ học đã phát hiện và nhận định đồ gốm xuất hiện ở Ninh Bình từ khoảng 8.000 đến 9.000 năm trước, được xem là sớm nhất trong khu vực và trên thế giới. Nhận thức sâu sắc về giá trị các di sản, những năm qua tỉnh Ninh Bình đã dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác nghiên cứu, khảo cổ học, đồng thời có những giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của nghề gốm tại đây. Chuyên mục Chuyện Nghề Mới hôm nay mời quý vị cùng đến Ninh Bình để tìm hiểu cách mà các nghệ nhân làm sống lại nghề gốm cổ xưa. Quê hương Ninh Bình của chúng ta chính là một trong những cái nôi của cái gốm cổ ở cái vùng phía Bắc Việt Nam. Và nó có cái sự phát triển tiếp nối liên tục, có những cái nét chia sẻ chung với những cái đồ gốm ở các cái khu vực khác nhau ở Đông Nam Á, nhưng có những cái nét độc đáo riêng có chỉ có ở Ninh Bình. Đối với tôi thì cũng mong muốn rằng là hoàn thiện được trong các dây chuyền sản xuất gốm cũng như đào tạo anh em để mở rộng cái quy mô sản xuất gốm Bồ Bát để giúp cho khách hàng biết để đến với gốm Bồ Bát ngày một nhiều hơn. Sở Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp với các cơ quan nghiên cứu của Trung ương tham vấn ý kiến của các chuyên gia để tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh một cái đề án về tiếp tục nghiên cứu làm rõ về cái giá trị, cái nguồn gốc xuất xứ cũng như về cái lịch sử của làng gốm Bồ Bát, và trên cơ sở đó thì sẽ có những cái phương án bảo tồn phát huy. Bằng sự khéo léo và tình yêu quê hương, những người thợ của làng nghề đã thổi hồn cho các sản phẩm gốm sứ bằng những nét vẽ hoa văn, hình ảnh cách điệu mang nét chấm phá ấn tượng của non nước Ninh Bình. Ngoài các đặc sản và sản phẩm lưu niệm khác, sản phẩm gốm Bồ Bát còn gắn liền với các hình ảnh du lịch đặc trưng của mảnh đất cố đô như là khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc, Bích Động, Chùa Bái Đính. Tất cả đã trở thành món quà của mỗi du khách khi về Ninh Bình. Hy vọng rằng Bồ Bát sẽ có những bước phát triển xa hơn nữa, góp phần gìn giữ phần nào bản sắc của dân tộc nói chung và văn hóa con người Ninh Bình nói riêng. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Một lần nữa, Hoàng Trí cùng với Khánh Hà xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của tất cả quý vị. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Còn bây giờ, Khánh Hà và Hoàng Trí xin kính chào và hẹn gặp lại.